Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Biến động chính trị Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ngày 18 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận tứ trụ Việt Nam sắp tới sẽ biến động ra sao? Theo dự kiến, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu Chủ tịch nước mới trong kỳ họp thứ 8, khai mạc ngày 21 tháng 10. Liệu nhân sự cấp cao của đảng và nhà nước sẽ thay đổi ra sao? Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhận xét, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 được xem là giai đoạn biến động nhân sự nhiều nhất trên chính trường Việt Nam, với 7 ủy viên Bộ Chính trị mất chức, cùng với sự ra đi của Tổng Trọng đã để lại những khoảng trống quyền lực với những di sản dang dở. BBC nhắc lại quy trình bầu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Theo đó, Bộ Chính trị họp rồi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng danh sách nhân sự cho chức danh cần được xem xét, ở đây là Chủ tịch nước. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp để xem xét và cho ý kiến dựa trên danh sách mà Bộ Chính trị trình và chốt danh sách nhân sự để giới thiệu cho Quốc hội bầu. Theo BBC, trong trường hợp Hội nghị 10 chưa làm quy trình này, có khả năng Trung ương sẽ mở hội nghị trước ngày 21 tháng 10, thời điểm Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8. BBC cho biết, nhiều nhà quan sát, trong đó có tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang từ Singapore, giáo sư Carl Thayer từ Úc, giáo sư Abuza từ Mỹ, đều đánh giá rằng Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ trở thành Chủ tịch nước kế nhiệm ông Tô Lâm. Và đây là hình ông Lương Cường. Đáng chú ý, BBC đề cập đến việc ông Lương Cường mới hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Bí thư Ban Bí thư Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỵ trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. BBC cho rằng điều này cho thấy có một sự trọng thị từ phía Trung Quốc đối với ông Lương Cường. BBC cũng nhắc đến một số ứng viên khác cho vị trí Chủ tịch nước, gồm Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Theo BBC, nếu ông Lương Cường trở thành Chủ tịch nước, thì Bộ Chính trị sẽ phân công một nhân vật khác thay cho ông Cường làm Thường trực Ban Bí thư. Đây là vị trí quan trọng chỉ xếp sau tứ trụ và là chức danh được Bộ Chính trị phân công theo quy định 214. BBC phân tích, hiện trong Bộ Chính trị chỉ còn ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là đủ điều kiện theo quy định, nhưng việc hai ông này làm Thường trực Ban Bí thư là khó xảy ra. Do đó, dự kiến Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ Chính trị được bầu từ đầu khóa, tức là áp dụng thuật ngữ vạn năng, trường hợp đặc biệt. Và đây là hình những người có khả năng thay ông Lương Cường ở vị trí Thường trực Ban Bí thư. Những ủy viên Bộ Chính trị được bầu từ đầu khóa gồm Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. BBC dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer cho rằng nếu Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ theo thâm niên thì có 3 lựa chọn: Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc và Lê Minh Hưng. Tuy nhiên, ông Hưng mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị nên chỉ còn 2 ứng viên người nghệ tỉnh là ông Trần Cẩm Tú và ông Phan Đình Trạc. Giáo sư Thayer cho rằng tuy Bộ Chính trị có nhiều ủy viên đi lên từ Bộ Công an nhưng không có bằng chứng gì cho thấy những người này một lòng đoàn kết bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Thay vào đó, ông Thayer gợi ý rằng Bộ Chính trị gồm các đại diện từ một số nhóm, gồm nhóm Hưng Yên, nhóm Nghệ An, nhóm Hà Tĩnh, nhóm miền Nam, quân đội và công an. Theo đó, cơ hội cho ông Trần Cẩm Tú sẽ cao hơn vì ông quê ở Hà Tĩnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Biến động chính trị Việt Nam trong thời gian sắp tới. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người lên tiếng phản biện vẫn luôn bị chụp mũ, xuyên tạc, chống phá. Ngày 16 tháng 10, RFA tiếng Việt bình luận ý kiến đối với cáo buộc xuyên tạc, chống phá Quốc hội Việt Nam. RFA cho biết, Đại tá Đỗ Mạnh Cường, tổng biên tập tạp chí Lịch sử, Quân sự, mới đây có bài đăng trên báo Nhà nước cho rằng những ý kiến trái chiều về vai trò hoạt động của Quốc hội Việt Nam là xuyên tạc, chống phá. Cụ thể, với các bình luận trên mạng xã hội và báo chí hải ngoại như Quốc hội Việt Nam chỉ là cơ quan hợp thức hóa ý chí quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là đại diện cho quyền lực, ý chí của nhân dân Việt Nam. Khi nào Quốc hội trở thành nơi hội tụ trí tuệ của nhân dân, thì khi đó đất nước mới có tương lai. Hay quy trình đảng cử, dân bầu vẫn khiến Quốc hội chỉ là cây cảnh của đảng hơn là cơ quan quyền lực tối cao. Và đây là hình bài trên RFA. RFA dẫn nhận xét của ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội cho rằng, người viết bài báo nói trên là đại tá, tổng biên tập tạp chí lịch sử, quân sự, nhưng lại không có tư duy lý luận tốt, nên chỉ dùng những câu chữ cũ kỹ từ mấy chục năm nay, nghe thì có vẻ hay, nhưng chẳng có gì mới và cũng không có chỗ nào đúng. Theo ông Quân, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên Quốc hội làm bức bình phong để người dân nghĩ là có bầu cử, có dân chủ. Nhưng thực ra, Quốc hội không có quyền quyết định các chính sách quan trọng của đất nước và cũng không do dân bầu ra. Quốc hội cũng không có quyền bầu ra lãnh đạo quốc gia, mọi thứ đều do Bộ Chính trị quyết định. RFA dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc cho rằng, theo hiến pháp của nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Thế nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy. Như chúng ta biết, trước khi Quốc hội họp, thì Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng họp, sau đó ra nghị quyết, rồi tất cả những người có liên quan, chẳng hạn như một ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch Quốc hội và các bộ trưởng tiếp tục công việc đó. Tất cả những nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đều được Quốc hội thông qua và ý kiến chỉ là hình thức. Và đây là hình tổng biên tập tạp chí lịch sử quân sự, đại tá Đỗ Mạnh Cường. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, Ban chấp hành Trung ương không thể hiện nguyện vọng, ý chí của người dân Việt Nam. Ông lý giải, bởi vì trong Quốc hội chỉ có một phần nhỏ ủy viên Trung ương Đảng mà họ lại quyết định mọi vấn đề của đất nước, thì điều này hoàn toàn không đúng. Cho nên nói rằng Quốc hội Việt Nam là một cơ quan bù nhìn cho Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn chính xác. AFA cũng dẫn nhận định của một nhà báo tại Việt Nam dưới một góc nhìn khác. Khái niệm chống phá của thế lực thù địch đã có từ hàng chục năm qua. Dĩ nhiên, khi gọi như vậy, tức là phải xác định luôn luôn chống phá bằng mọi thủ đoạn. Nếu như vậy, thì đây là nhiệm vụ của công an, quân đội, là hai lực lượng võ trang của nhà cầm quyền, chứ không nên dùng truyền thông để than vãn hay chỉ trích, sẽ tỏ ra không hiệu quả bởi nó đã diễn ra hàng chục năm qua rồi, chứ không phải mới đây. Theo nhà báo này, khi đã tuyên bố bị chống phá như vậy, thì phải cụ thể ra hậu quả hữu hình, chứ không thể là hậu quả vô hình. Vẫn theo vị ký giả này, nhà cầm quyền Việt Nam phải coi lại hệ thống luật pháp, tư pháp và phải coi lại mô hình quản trị quốc gia hữu hiệu ra sao, mà tại sao suốt nửa thế kỷ qua, hoạt động của bộ máy công an, quân đội ở đâu mà cứ để cho báo chí phải lên tiếng, bị thế lực thù địch chống phá. Nhà báo này đánh giá, cách báo chí nhà nước tuyên truyền như lâu nay là một cách làm không xứng tầm với một nhà nước hợp pháp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người lên tiếng phản biện vẫn luôn bị chụp mũ, xuyên tạc, chống phá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.